độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh, đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái hall nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa, thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, là tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình tà mình mượn nợ của nó nhiều, thì đời này nó là liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả có